Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 13 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, trong khi Tổng thống Ý Sergio Mattarella ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng Emilia-Romagna do mưa lũ, thì tại Trung Quốc có hơn 4.000 người đã phải sơ tán. Trong tháng 7, đã có hai trận mưa lớn trút xuống thành phố Bàn Cẩm, huyện Liêu Ninh, gây lũ lụt trên diện rộng. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Tình hình thời tiết cực đoan xảy ra tại nhiều nước trên thế giới, từ nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đến lũ lụt ở Ý, Cuba, Đông Bắc Mỹ, Trung Quốc, khiến người dân khốn khổ. Chính quyền thành phố Bàn Cẩm đã kích hoạt phản ứng kiểm soát lũ khẩn cấp cấp độ 1 và điều 2.010 nhân viên cứu hộ, 240 xe vận chuyển với các phương tiện đến hiện trường. Các công cụ chống lũ như là túi cát và ván gỗ nhanh chóng được đưa tới khu vực. Tổng cộng có 4.351 cư dân được sơ tán an toàn, hiện chưa ghi nhận thương vong do lũ lụt. Công tác cứu hộ đang khẩn trương được triển khai. Cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc cho biết, mưa lũ gây ảnh hưởng đến gần 75.000 người ở tỉnh này. Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Giảm nhẹ hạn hán tỉnh Liêu Ninh, mưa lũ còn làm hư hại khoảng 1.200 ha cây trồng, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 9,7 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,2 triệu đô. Mực nước tại 10 hồ chứa cỡ trung và 13 hồ chứa cỡ nhỏ tại tỉnh Liêu Ninh đã tăng lên trên mức cảnh báo lũ lụt. Hiện những hồ chứa nước này đang phải xả lũ. Các trận mưa như chút kéo dài từ ngày 28 tháng 7 đến nay khiến cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh phải sơ tán gần 60.000 người trên toàn tỉnh. Vào đầu tháng 8, có hai trận mưa lớn trút xuống sông Brao Giang tại thành phố Bàn Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh đã gây lũ lụt trên diện rộng. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn, đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Đê bị vỡ vào lúc 10 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày 10 tháng 8. Ngày 11 tháng 8, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết hơn 4.351 người phải sơ tán sau khi nước sông dâng cao gây vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh. Mong rằng với những chính sách và biện pháp phù hợp, các cơ quan chức năng và người dân tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc sớm khắc phục được hậu quả, xây dựng lại cuộc sống. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 8 tháng 8, mưa lớn gây lũ quét ở miền Bắc Trung Quốc khiến hai người tử vong và hai người bị lũ cuốn trôi. Đặc biệt, mưa lũ nghiêm trọng vừa qua ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 75.000 người và buộc hơn 11.000 người khác phải sơ tán và di rời tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Sạt lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên khiến một số người tử vong vào tuần trước. Kể từ đầu tháng 7, lực lượng cứu hộ tại nhiều khu vực phía Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quý Châu, đã di chuyển người và gia súc đến nơi an toàn, tránh lũ lụt, sạt lở đất, khu vực đô thị và các thị trấn xung quanh thành phố Bảo Tĩnh, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các trận mưa không ngớt, với lượng mưa gần 280mm liên tiếp trong 12 giờ. Hơn 900 người dân từ 10 thị trấn ở thành phố này đã được di rời thành công đến các địa điểm an toàn hơn. Chính quyền địa phương huy động hơn 2.000 nhân lực giúp người dân vùng thiên tai thoát nước, nạo vét, tiêu độc khử trùng. Truyền thông Trung Quốc cho biết mưa lớn đã trút xuống một số khu vực ở tỉnh Vân Nam vào cuối tuần, khiến chất đường xá ngập sâu và cuốn trôi nhiều ô tô. Trong nhiều tuần, các nhà dự báo thời tiết cũng cảnh báo về thời tiết đối lưu mạnh, thường dẫn tới dông bão. Mưa đá xảy ra vào ngày 4 tháng 8 ở tỉnh Hắc Long Giang làm vỡ cửa. Bên cạnh việc huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp, giới chức cũng nhanh chóng đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, đồng thời khẩn trương ghi nhận, đánh giá tình trạng lở đất do ảnh hưởng của mưa lũ. Tại các địa điểm tái định cư, nhiều người dân sơ tán được cung cấp thức ăn, nước uống, hỗ trợ lều bạt và chăn màn. Trong khi đó, miền Bắc Trung Quốc vẫn trong tình trạng nắng nóng bất thường. Nắng nóng đang xảy ra sớm hơn bình thường và trên diện rộng hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, thời tiết nắng nóng dự kiến kéo dài thêm 10 ngày nữa. Thưa quý vị, trong bối cảnh mưa lớn tại nhiều địa phương khiến hàng nghìn người phải sơ tán, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ thời tiết khắc nghiệt và các đợt thiên tai xảy ra tại nước này trong tháng 7. Trong ngày 4 tháng 8, giới chức Trung Quốc đã phát đi cảnh báo về thảm họa do mưa lớn gây ra ở các vùng rộng lớn ở miền Trung và Tây Nam của nước này. Cơ quan khí tượng cảnh báo Trung Quốc sẽ phải hứng chịu hàng loạt thảm họa thiên nhiên trong tháng 8, bao gồm bão, lũ và nhiệt độ cao. Trong khi đó, tại nhiều khu vực khác ở Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nắng nóng bất thường. Vào tháng 6 vừa qua,
thủ đô Bắc Kinh đã trải qua tổng cộng là 16 ngày có nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C, cao hơn mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng 7 năm 2000. Thưa quý vị, trong nửa đầu năm nay, lũ lụt, hạn hán và các thảm họa khác thường xuyên xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc. Theo thống kê chính thức, các thảm họa khác nhau đã khiến ít nhất 48 triệu người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, một số lượng lớn nhà cửa bị sập, mùa màng thất bát và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt qua 38 tỷ nhân dân tệ. Kể từ ngày 5 tháng 8 ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hoàng Hoài, thời tiết có nhiệt độ cao vô cùng. Trong ngày 6, nhiệt độ cao nhất ở hầu hết Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Bắc Sơn Đông và Tây Liêu Ninh là 38 đến 40 độ C. Các địa phương như Hoài Nhu ở Bắc Kinh và Thạch Gia Trang ở Hà Bắc là 41 đến 43,7 độ C. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam ngày 7. Trong ngày 13 tháng 8, nhiệt độ cao nhất ở một số khu vực Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thiểm Tây, Tân Cương và các nơi khác là 37 đến 39 độ C. Một số khu vực như các nơi khác có thể lên tới 40 độ C hoặc cao hơn. Trong tháng 7, nhiều nơi ở Trung Quốc gặp thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá. Trong số đó, hơn 10 khu vực sản xuất ngũ cốc lớn bao gồm Hà Lan, Sơn Đông và Hắc Long Giang đã bị thiệt hại lớn trong mùa màng. Kể từ ngày 6 tháng 8, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, mưa lớn cục bộ ở Nam Thông, Thái Châu và Dương Châu, Giang Tô, mưa lớn rải rác xảy ra ở Đông Bắc Nội Mông, Nam Hắc Long Giang, miền Trung và miền Đông Cát Lâm và phía Bắc Liêu Ninh hoặc mưa lớn, dông bão và gió và mưa đá ở miền Trung và phía Đông Cát Lâm. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào ngày 7. Ngày 13 tháng 8, một số khu vực của Nội Mông, Cát Lâm, Liêu Ninh, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Quý Châu và những nơi khác có mưa to đến rất to, Đông Nam Nội Mông, Tây Bắc Liêu Ninh, Đông Nam An Huy, Giang Tô đã có mưa lớn từ 100 đến 180mm ở các vùng phía Nam, Đông Hồ Bắc và Tây Bắc Hồ Nam. Trong 24 giờ tới, Nội Mông, Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc và Đông Bắc Trung Quốc về chiều vẫn có hoạt động đối lưu mạnh Đông Nam Nội Mông, Nam Hắc Long Giang, Trung và Tây Cát Lâm, Trung và Tây Liêu Ninh, Bắc và Trung tâm Hà Bắc, Đông Bắc Bắc Kinh, Bắc Thiên Tân, An Huy, một số khu vực ở miền Trung Trung Quốc, Đông Nam Giang Tô và Đông Hồ Bắc sẽ có dông bão, gió giật mạnh hoặc mưa đá cấp 8 đến 10 độ. Trong đó, gió cục bộ ở miền Trung và miền Tây Liêu Ninh và miền Tây Cát Lâm có thể đạt cấp độ 11 đến 12 và có thể kèm theo lốc xoáy. Lượng mưa lớn liên tục ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc đã gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ lụt trên núi, thảm họa địa chất, lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ, ngập úng ở thành thị và nông thôn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Gần đây, một số vụ và đơn vị bao gồm Bộ Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành tham vấn và phân tích về tình hình thiên tai trên cả nước trong nửa đầu năm 2023. Trong nửa đầu năm nay, các thảm họa chính trên khắp Trung Quốc là lũ lụt, hạn hán, mưa đá, nhiệt độ đóng băng và thảm họa tuyết, động đất, thảm họa địa chất, bão cát, cháy rừng và đồng cỏ cũng xảy ra các mức độ khác nhau. Theo thống kê chính thức, tổng cộng có 48,764 triệu lượt người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau bởi các thảm họa khác nhau. 2.700 ngôi nhà bị sập, 11.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 197.000 ngôi nhà bị hư hại chung. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 4.724,7 nghìn ha. Tổng trong đó, 214,1 nghìn ha bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 38,23 tỷ nhân dân tệ. Trong nửa đầu năm nay, hạn hán mùa đông và mùa xuân liên tục xảy ra ở Tây Nam Trung Quốc, hạn hán ở Vân Nam tương đối nghiêm trọng, lũ lụt và thiên tai địa chất xảy ra ở một số vùng phía Nam. Cường độ nước của thuyền rồng của Nam Trung Quốc tương đối yếu, các khu vực địa phương ở phía Tây Nam phải chịu thảm họa đóng băng và tuyết ở nhiệt độ thấp. Thảm họa tuyết lở lớn xảy ra ở Nyingchi, Tây Tạng. Số trận động đất trên 5 độ Richter giảm đáng kể. Vân Nam, Tứ Xuyên, Tân Cương và những nơi khác chịu tổn thất nhất định. Sau mùa lũ, tác động của lũ, gió, mưa đá và các thiên tai khác ngày càng mở rộng, thiệt hại do thiên tai tăng lên đáng kể. Hà Nam, Vân Nam, Phúc Kiến, Quảng Tây, Giang Tây và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo, trong nửa đầu năm, cả nước xảy ra 15 đợt mưa lớn. Lượng mưa trên diện tích lũy là 240mm, ít hơn 13% so với cùng kỳ các năm trước. Hầu hết các khu vực ở phía Nam có lượng mưa ít hơn, chủ yếu ảnh hưởng đến Đông Trung Quốc, Trung Trung Quốc, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Các thiên tai nguy hiểm như ngập úng đô thị và lũ lụt đã xảy ra cục bộ.
cường độ nước thuyền rồng ở Nam Trung Quốc yếu. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, thời tiết mưa liên tục ở Hà Nam trên diện rộng, trùng với thời kỳ thu hoạch lúa mì trưởng thành, gây thiệt hại cho cây trồng và một số thành phố và quận. Trong nửa đầu năm nay, trên cả nước xuất hiện 19 đợt đối lưu khí hậu mạnh ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 5 năm qua. Tổng cộng có gần 800 huyện, thành phố trên cả nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gió và mưa đá, phân bố chủ yếu ở Hoa Bắc, Tây Bắc Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Thời tiết đối lưu mạnh như gió cực mạnh và mưa đá xảy ra cục bộ ở Hà Bắc, Liêu Ninh, Giang Tô và các nơi khác. Các tỉnh như Giang Tây và Hồ Bắc cùng kỳ những năm trước hứng chịu nhiều thiên tai do gió lớn và mưa đá là ít xảy ra thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!